kiss for you. Giá có mười mấy triệu rồi. Đây chỗ này chợ sao này, chợ đây trường học kia kìa, trường cổng chợ nó để thuê cái kia kìa. Nhà nào ở chỗ cột điện đây khu dân cư á chú? Hả? Đây khu dân cư. Khu dân cư à? Ừ. Thì khu bên đấy rẻ. Ở sang đấy sao này? Đây bên đây khu dân cư à? Khu bên đấy phải đèo. Cứ đi vòng bên kia xem. Xe lại nó bán đấy. Anh Hậu ơi, anh vừa đi câu anh dự án đúng không? Chiều anh trở lại được không? Tại vì em mới gọi cho anh sếp em á, chiều trách nhiệm cái dự án này. Chiều nay anh đến đây á, tập tiếng hai tiếng nữa đến đây á, là anh sẽ tư vấn cho anh những chính sách đầu tư. Tại vì là những khách hàng ở xa, khi mà khách hàng ở xa tới đây á, là sẽ có những đóng sạc ở đây và tư vấn cho anh. Những chính sách riêng cho những khách hàng xa. Anh có gì cứ nhắn Zalo đi, trao đổi của em thôi. Dạ. Anh muốn có lời của em cũng được, bởi vì sau ví dụ như anh muốn đặt cọc một dự án nào đấy chẳng hạn thì chỉ cần của em là được đúng không? Chốt cọc chuyển khoản là được. Dạ. Không, ý em nói là nếu mà tí nữa riêng dự án này á, riêng dự án này á, này thì anh đang chưa ưng lắm. Chưa đúng không anh? Ừ. Chứ nào nó dẹp cái kia đi thì bọn anh ưng. Còn về sau thì anh có gì anh em trao đổi. Được, ok. Thì anh cứ đi là chẳng.
Hy vọng có duyên. Chào em. Đâu đây? Nó đi cơm thôi. Thế đi về hướng chợ Phật Cao. Đây là chợ Hóa Lân nhé. Ừ, chợ Hóa Lân. Quay cái chợ Hóa Lân. Chợ đêm Hóa Lân các bạn, đây mới là chợ đêm nhé. Hôm nay tôi giới thiệu chợ Thần Giao là chợ đêm, không phải các bạn. Xin lỗi các bạn. Đây chợ đêm Hóa Lân. Và đây là chợ cách đây khoảng 100m cũng là chợ, nhưng mà chợ bình thường thôi, chợ Thần Giao các bạn. Còn đây mới là chính là chợ đêm Hóa Lân. Chợ đêm. Đây có công ty bất động sản. Tôi đi ăn cơm nhé. Trong quá trình đi đầu tư bất động sản thì có một số bạn hỏi tôi rằng khi mà hai bên mua bán bất động sản đã đồng ý giao dịch bất động sản thì cần soạn thảo cái hợp đồng mua bán bất động sản như thế nào. Thì sau đây là các kinh nghiệm của tôi trong quá trình đi mua bán bất động sản rút ra một số cái lưu ý chúng ta soạn thảo hợp đồng mua bán như sau. Thứ nhất, hợp đồng mua bán về nguyên tắc ấy, nó được soạn thảo trên cơ sở hợp đồng đặt cọc. Hợp đồng đặt cọc nó như là cái bản thiết kế đã thỏa thuận gần như là đầy đủ hết các quyền và nghĩa vụ giữa các bên mua và bên bán các bạn. Vấn đề thứ hai là chúng ta kết hợp cái nội dung của hợp đồng đặt cọc với mẫu của hợp đồng công chứng. Mẫu của hợp đồng công chứng thì có mẫu chuẩn rồi, và hầu hết các văn phòng nào cũng có cái mẫu hợp đồng công chứng chuẩn rồi các bạn. Trong nhiều trường hợp ấy, thì hợp đồng mẫu có thể là nó thừa hoặc thiếu cái nội dung trong hợp đồng đặt cọc. Về nguyên tắc xử lý cái tình huống này thì chúng ta phải hiểu là mọi cái thỏa thuận của chúng ta nếu không trái với lại các quy định của pháp luật thì nó đều hợp pháp. Như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể để các nội dung trong cái hợp đồng đặt cọc hoặc là cái nội dung mà mình mong muốn vào trong cái hợp đồng mua bán, bổ sung cho cái hợp đồng mua bán cho phù hợp với lại thỏa thuận giữa các bên các bạn. Thì trên đây là cái kinh nghiệm của tôi trong quá trình soạn thảo hợp đồng mua bán bất động sản. Hy vọng các kinh nghiệm của tôi sẽ giúp cho các bạn có thêm những cái gợi ý khi mà các bạn soạn thảo cho mình một cái hợp đồng mua bán bất động sản. Ăn cơm đã nhảy xong, tí nữa quay lại đây chú ạ. Ăn cơm đã, tí nữa quay lại đây uống cà phê nằm võng, không hỏi luôn. Có đi ăn cơm không? Dẹ, bên này, đi bên này. Chắc anh Hải đấy, chắc là khu này thôi. Khu này ngon phết em ạ. Đây có giao dịch đất em.
Hỏi luôn không? Hỏi chung này. Đi ăn cơm nữa, rồi quay lại. Cơm chiên chiên gà xôi mỡ này vào đây được. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để xem cái video này. Bạn đừng quên bấm cái nút like, và các bạn nào chưa đăng ký thì hãy đăng ký vào chương trình YouTube này để thường xuyên nhận được các kiến thức, thông tin và cơ hội đầu tư bất động sản mới nhất. Tạm biệt các bạn.